Xin chào mọi người đã quay trở lại với cả PC Black Gaming. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái game cực kỳ hay luôn. Đó là game Rust phiên bản được làm mới. Bây giờ mình sẽ vào game cho các bạn coi thử cái phần đồ họa của nó nhá. Đây, đây chính là giao diện của game Rust. Thì các bạn có thể hiểu đơn giản đây là chính là cái game mà đua xe mà đạp nhau trên đường phố ấy, mà các bạn đã từng chơi trước đây ấy. Hồi bé có lẽ mình nghĩ là ai cũng đã từng chơi cái game này rồi. Cái game này gần như là rất nổi tiếng cái thời chúng ta còn bé tí cơ. Bây giờ mình sẽ vào thử nhá. Ok, game bắt đầu vào đây. Mình sẽ chọn xe, rồi chọn người lái thôi. Ok, các bạn có thể chơi game này bằng cả bàn phím bằng hoặc là bằng cả những cái đó là điện tử tay cầm. Thế nào, tua qua một chút các bạn này đi. Đây, bắt chân tôi đi. Đây, rất quen thuộc đúng không ạ? Cầm gậy và phang nhau. Đang được rồi. Quay lại đường phố nào. Đứng cho nó. Quay lại thôi. Xem là sau một đứa. Ây à, chưa rồi. Put on the check. Nó à? Cái động cơ nghe khá là đã đúng không các bạn? Nhưng mà đương nhiên rồi, chúng ta sẽ không tập trung vào cái phần đua xe. Chơi game này là phải quỵt nhau trên đường. Sao mình đập chân khoai vậy? Mày được một đứa, yeah. Đứa tiếp theo nào, à, mày nhà bưởi. Rồi. Ây à. Rồi, đứa nữa. Mình lại bị lạc đường rồi. Bay ra, nếu mà các bạn bị bay ra ngoài đường thì mình sẽ bị giảm tốc độ đi nhé. Ui cái gì đấy, kinh quá. Tăng tốc độ cao lên xong rồi phi thẳng ngoài đường. Tai nạn xe rồi à. Đáp. Chọn vũ khí khác. Giúp con dao này. Cái gì đấy, cái kinh rồi. Đánh mình. Mày hả vừa, chơi anh à. Cái gậy dài nhỉ. Đập phát được hai đứa luôn các bạn ơi. Mày, à cảnh sát à. Cảnh sát ạ, à? Đưa đánh mày đánh anh à. Đưa, đây đừng đua nào. Cảnh sát đâu nhỉ, mình vừa thấy anh cảnh sát. Mày à, đây rồi, cảnh sát đây rồi. Cảnh sát ạ, à? Mục tiêu của mình sẽ là thanh niên cảnh sát, đèn nhấp nháy này. Đi nào. Ây, sao mày cản đường ấy. Đây rồi. Mày tránh đường cho anh. Ây ạ, cảnh sát rồi. Ây ôi, đánh nhau quá. Chết rồi. Ôi xong, trời đất ơi. Nhỏ thế nhở. Giờ không có cả đi cho gen luôn. Tụi xuống vị trí 6 rồi. May hả vậy? Rồi, lên vị trí thứ 5, easy. Mày. Ôi dồi, cái gì đấy? Xui thật chứ. Bỏ nhanh ạ. Rút dao ra, đổi vũ khí. Ui, ăn hết cả hàng rào. Chúng cũng chẳng phóng nhanh bao nhiêu cả. Đây rồi, hello cop. Hello man. Yeah. Bây giờ mình quật phải được cả chục đứa rồi. Mày. Ô, đích kia rồi, chết rồi. Ui, về được vị trí thứ 3 các bạn ơi, tiếc quá, chúng phải đánh nhau. 300 đô. Ăn ủi rồi. Quánh được mấy chục đứa luôn. Cứ để mua một cái gì đó ở đây này. Xem nào, mình đang có 700 đô không nhỉ? Dạng 200 đô rồi, mình bị đắt thế. À, nitro đi. Mình sẽ mua thật nhiều nitro. Để ván đua sau mình có thể tăng tốc được nhiều hơn. Ăn à. Ván tiếp theo nào. The assassin's about 100 clicks out. Push through Reaper territory and get after it.
Ây à. Mày sao vậy? Ây ui. Còn đi chưa thôi. Đạp thằng này ra ngoài đường nhá. Các bạn nhìn nhá. Mày. Chơi với cả bạn bè các bạn nhá, cực kỳ vui luôn ạ. Ôi cái gì vậy, vãi trưởng. Chơi một mình thì cũng có tính giải trí cao, nhưng mà thực sự nếu mà các bạn được chơi với cả, hoặc nếu các bạn được chơi với cả bạn bè thì thực sự sẽ là vô cùng vui luôn. Lũ đi lao lên đường phố chém nhau đúng không nào. Game này bán rất rẻ trên Steam thôi, mình nhớ là hình như có hai mấy đô thôi, không quá đắt. Mà tính giải trí của nó bù lại hai mấy đô thực sự là rất lớn đấy. Ui cái gì đấy, sao mày hết tao. Ui nữa trời đất ơi, bây giờ mới nháy đấy. Ui xin chết, mày đích rồi. Mình nhìn đâu. If I didn't have to kill you, I might try to trick you. Hang on, suck nha. Vũ khí mới. Upgrade your weapons. Rồi, xem nào. Mình sẽ thử vũ khí mới của mình. Head down. We got some Jekyll reinforcements heading your way. Keep an eye out. Yeah. Hello, motherfucker. Ok, hả? Gì vậy? Vãi trưởng thật. Đâu, đi nghỉ ra. Đám gái. Đặt bom à? À, đúng rồi, đặt bom. Hay đấy. Người hấp dẫn đấy. Đấy ạ. Xem vào. Ê, nó đánh nhau, ui. Ai đây? Có tiền à? Ui, gì đây? Gì ra tiền không? Kể đấy. Rồi, sẽ hoàn thành đua này. Cố gắng top 1. Goodbye bro, đốt. Mày quá, chỉ cần mình chết theo nó. Trời vui ấy. Ây ôi, ôi chết rồi, sao mình ở ngoài đường lúa này. Ây, mày rút kiếm ra làm ván, kinh điển rồi. Mày ui nhau ơi, chém bay đầu luôn các bạn ơi. Quá. À, có à. Cớm, đánh nhau với cớm luôn. Put on a check. Đây. What the hell is that? Đã nào. Được rồi, quyết định mình sẽ win top 1 game này. Đánh ra cho anh. Cớm này. Ôi thôi xong tôi rồi. Tôi đó là check. Được rồi. Game này mình phải win. Ui, chết. Được rồi. Mình cạnh tranh top 1 của anh à? Chạy top 1 của anh chứ không? Mày. Mày,
Rồi, mình đã ở trên top 1 rồi. Bây giờ mình sẽ phóng thẳng về đích luôn. Ui, chưa rồi. Xin lỗi thì gõ nó được cái. Mày, sao nó phòng thủ khỏe đấy nhỉ? Đi kia rồi. Game này là của anh rồi. Yeah. Top 1 các bạn ơi. 1 ST rồi. Cuối cùng cũng được một ván. À, dao này. Ôi, dao mới này. Upgrade lên dao xịn. Được rồi, đại khái thế thôi. Nói chung đó là một chút về cái phần gameplay của cái game Rust. Được chưa nào? Bây giờ mình sẽ ALT4 ra và chỉ các bạn cách download và cài đặt game nhá. Rust. Đây, như các bạn đã thấy đúng không nào? Đây chính là cái giao diện lúc mới đầu vào của game này. Mình sẽ vào cái phần option trước nhá. Ở đây các bạn chú ý tới cái phần in video cho mình. Các bạn hãy kéo sao cho cái thanh resolution này nó phù hợp với cả cái màn hình của các bạn nhá. Như của mình đó là 1440x900. Được chưa nào? Rồi full screen thì mình để luôn. Còn các bạn nào thích thì có thể để chế độ cửa sổ nữa. Mình sẽ để nó là full screen. VSDNC là cái trình đồng bộ hóa FPS đấy, thì các bạn thích thì bật lên, không thích thì không bật. Nói chung là những bạn nào máy mạnh thì không phải bật, còn những bạn nào máy yếu thì bật lên cho nó đỡ bị drop FPS. Thế nào, có cái phần quality này, các bạn có khá nhiều chế độ cho các bạn lựa chọn. Faster, fast, good, very good, rồi là beautiful, như là fantastic. Thế nào, thì game này khá là nhẹ nên mình khuyên các bạn là cứ để cho nó cao lên tí, như là mình để fantastic này. Thế nào, game nhẹ, mình sẽ để luôn cả cái cấu hình của game này bên dưới phần mô tả video, các bạn có thể tham khảo. Thế nào, sau khi cài đặt xong các bạn ấn vào phần apply, rồi ấn SC để back. Tiếp theo các bạn vào phần input. Phần input này chính là cái các cái nút bấm mà chúng ta sử dụng trong game ấy, cũng như là cái tốc độ chuột các kiểu ấy. Thế nào, mình sẽ để vào định hết cái phần tốc độ chuột này. Mình sẽ vào phần cây binding. Ở đây chính là những cái nút chúng ta sử dụng trong game này các bạn, cũng không nhiều lắm đâu, nhìn có vẻ dài dài nhưng mà sử dụng rất là dễ nhớ và dễ thuộc. WASD là các phím chúng ta sử dụng để lái xe. Brake là phanh, là spike. Nitro là cái tăng tốc độ ấy, phóng nhanh lên á. Thì các bạn ấn hai nút WASD. Các bạn có thể thay bằng cái phím khác được thì các bạn, nhưng mà shift các kiểu các bạn chỉ cần ấn chuột mà thôi. Đó, chọn cái nút mà các bạn muốn bấm á. Thế nào? Rồi fire, cái này là bắn súng à. Mình chưa có súng, cho nên là nãy giờ mình chưa bắn được phát nào cả. Là chuột trái. Tấn công bên trái bên phải là đạp ở chân trôn, phòng thủ là kiếm ship. Nó cũng rất là dễ nhớ, rất là đơn giản thôi. Các bạn cứ nói chung là chơi qua một lúc là các bạn sẽ quen tay ngay mà. Phần menu à, M1 kép ASD tab led các kiểu. Nói chung thì bên này nó cũng tương tự bên kia thôi, không khác là mấy. Các bạn chỉ cần chú ý nhiều nhất tới phần gameplay này, học thuộc nó là chơi được vô tư ngon lành. Thế nào? Xong thì các bạn ấn SC Spike. Rồi các bạn vào game thôi. Beta hoặc là Classic Quick Play, nghĩa là chơi luôn, không cần phải điều chỉnh gì cả. Những bạn nào mà chơi cho vui thôi thì ấn vào cái phần đó là Classic Quick Play, nó sẽ vào đường đua luôn, không phải chọn chết rồi biết. Còn những bạn nào chơi Company thì các bạn có thể mở cái này lên online nào. Game này như là bạn bạn Early Access thì này. Còn game hiện tại được đang bán trên Steam nhá. Các bạn nào mà có bạn bè các bạn ấy, các bạn hãy rủ nhau mua game này về chơi rất là vui ấy. Mình chắc chắn là như vậy. Thế nào? Nói chung là bây giờ thì cái video của mình kết thúc rồi. Mình đã hoàn thành cái công việc hướng dẫn các bạn download cái game này rồi. Chúc các bạn chơi game vui vẻ nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Nhớ subscribe channel cũng như là like và Facebook để cập nhật những game mới nhất mà mình chia sẻ nhé.